Kêu kêu cô viện kêu tất cả ra coi. Kêu 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 hết tất cả ra đi. Con về mấy giờ? Dạ, 3 4 giờ chiều. 3 4 giờ chiều. Rồi ai đi trước con? Dạ con tự bắt Grab vô. À. Trời ơi con đi hay quá. Con đi cái bữa đó. Con đi con đâu có hay ở nhà. Ba mẹ con cả trăm công nhân. Chết chặt nhẹ cái đâm chơi thiếu điều rồi đuôi con mất. Kêu tất cả ra hết chưa? Ngày mai trên thành xuống nha. Dạ. Nè con lại ghế con ngồi đi, con cứ việc lại ghế ngồi đi. Mới về chưa tắm rửa ăn cơm, có ăn cơm nước. Nè, con ăn cơm ăn nước gì chưa? Chưa hả? Con có đói bụng không? Có hả? Nếu có thì được, nếu có thì cho ăn một miếng gì đi. Cô Trang ơi, có cái gì đồ ăn gì không, cho bé nó một miếng ăn coi. Nè con ngồi đây đi, ngồi ngay đây đi. Rồi con ngồi đại chính giữa đi. Ừ, đây là kế nè. Ngồi đi. À, đó vô, tại vì, có một cô gái con đi bằng cái gì vô đây? Bắt Grab vô đây hả? Con mấy thằng bạn chắc con biết cái chuyện gì xảy ra ở trong này rồi phải không? À. Nhưng mà công tư rồi con, hôm nay con ở đâu? Dạ, hôm nay con ở Vũng Tàu. Con ở đâu chứ? Dạ, con ở Vũng Tàu. À, Vũng Tàu. Lý do nào mà con đi về đây? Tại vì á, con thấy tỉnh Phúc á, bị gia đình con tấn công, mà bị nghi oan á, là bắt cóc con, nên con muốn về đây để con thanh minh là dạ, tỉnh Phúc Bồng Lai không có bắt cóc con. Con cũng không có bỏ trốn, tại vì trước khi đi con đã để lại lá thư là con muốn đi tu rồi. À, tức là trước khi mà con đi tu là con có để lại lá thư cho gia đình. Con có ghi rõ là con muốn đi tu. À. Ghi rõ là con đã 21 tuổi rồi. Vậy mà gia đình nói là con bị bắt cóc. Dạ, cho nên tức là cái này là rõ ràng con bé nó đi là nó có để lại lá thư, nó thông báo với gia đình là nó đi mà gia đình nói rằng là con bé bị bắt cóc. Chỉ vì là con chỉ là nghi quan tình thất bắt cóc con, cho nên là mọi sự là nó vô đập đánh banh cái tình thất của mình luôn. À, đánh một cái thầy đó chọi một nguyên cái miếng gạch vô mặt thầy đó bị đi mai 7 mũi luôn, chút xíu là chết luôn. Đầu quánh một con nhà bếp nữa, con nhà bếp bị khó thở phải nằm trong bệnh viện, chưa về luôn, tại nay chưa về luôn. Cái lý do nào mà con lại muốn đi tu? Con không có muốn ở gia đình. Dạ, tại con muốn đi tu. Với lại con thấy gia đình con hả, cứ bắt ép con, giam cầm con, không cho con đi tu hoài. Rồi vậy hả? Con sống mà con giống như con không có quyền tự do của một con người á, nên nó con chỉ muốn đi tu thôi mà ba mẹ cứ bắt ép không cho con đi tu. Thật là may mắn, ít nhất là khi mà con về thì mọi người sẽ hiểu rằng là từ trước là thanh minh cho tỉnh thất Bồng Lai là không có bắt cóc con. Với lại con cũng muốn thanh minh cho bản thân mình là con không có theo trai, con cũng không có làm gái, mà con cũng không bỏ nhà đi, con đi con để lại. Đúng rồi, hiện tại bây giờ á là tất cả mọi người đang nghĩ rằng á là một là con bị tỉnh thất Bồng Lai bắt cóc, hai là con bỏ đi theo trai, ba là con đi làm gái, còn cái thứ tư nữa là con bỏ nhà con đi đâu đó không biết. Đó thì con đi về đây vậy là một cái điều mà rất là tốt. Bởi vì hiện tại bây giờ là ba con vô đây như vậy, làm loạn như vậy thì bây giờ ai cũng nghĩ rằng là tỉnh thất Bồng Lai bắt cóc con hết trơn á. Thầy nhắc rồi, thầy về Trùng Dương vô ngồi đi. Cực khổ lắm. Hôm nữa rồi. Bây giờ mai công an xuống đây điều tra nè, công an có thể công an tỉnh nè. Dạ, con có ghi cái điều này trong cái lá thư đó. Con ghi rõ là con đã trên 18 tuổi rồi. Con có quyền quyết định cuộc đời mình. Con muốn đi tu hay con muốn làm cái gì con làm. Con muốn ở đâu, con muốn làm cái gì. Miễn sao cái điều đó không có vi phạm pháp luật là được. Con ghi rõ trong cái. Nhưng mà hồi mấy tháng trước, cái lúc mà con ở đây thì gia đình của con tới lôi con về thì có gọi là có hành hung đánh đập gì con không? Dạ, lôi con về á thì tuy là
lôi con về xong rồi giam cầm con, cái đó nó còn hơn hành hung đánh đập nữa, không cho con liên lạc tới bên ngoài, không cho con đi tu nữa. À tức là nhốt con ở nhà vậy hả? Về con xin đi tu, con càng xin bao nhiêu là càng giam giữ bấy nhiêu, càng rồi thì trong trong cái thời gian mà mấy tháng trước con bị bắt về như vậy thì trong suốt cái thời gian đó là con có xin gia đình đi tu không? Dạ có, con xin hoài luôn á, nhưng mà không có cho là không có cho. Thế con xin gia đình cho con đi lấy chồng gia đình cho không? Dạ cái điều đặc biệt ở chỗ đó con xin lấy chồng, con xin đi làm giám đốc, con xin đi làm cái gì cũng cho. Cái con nói vậy con xin đi tu cho không? Không cho. Cái điều đó là nhưng mà cái ước nguyện con là con muốn đi tu dạ, hả? Con muốn đi tu, con không có muốn lập gia đình hay là cái gì khác ngoài đi tu hết. À. Rồi thì sau khi mà con bị gia đình mà giam cầm con ở nhà như vậy thì khoảng thời gian bao lâu là con bắt đầu là con bỏ con đi? Dạ lúc mà con khoảng 1.5 tháng hay là gần 2 tháng con nhớ rõ nữa là lúc đó là con đi, con không có phải bỏ nhà ra đi nha, mà con đi xong con để lại lá thư đàng hoàng là con nói con đi tu rồi. Con ghi rõ là con đã 21 tuổi rồi, đừng có đi tìm con nữa. Con có cái quyền mà con muốn làm gì thì con làm, mà đừng có vi phạm pháp luật là được. Dạ từ khoảng từ 1.5 tháng đó, nhưng mà có để lại lá thư trước khi đi. Dạ. Con ghi rõ ràng là con muốn đi tu, và hả khi mà đi á hả con còn nhắn tin gửi về, con chụp hình là con đã cạo đầu gửi về để nói là con đi tu thiệt chứ không phải lấy cớ đi tu đi theo trai hay làm gái gì. Không, cái điều mà con cạo đầu là chỉ là cái điều đó chứng tỏ rằng là con đi tu thiệt chứ. Thì con muốn cho ba mẹ con đừng có lo nữa, là muốn là ba mẹ con đi tu thiệt đó chứ con không có nói dối. Vậy là tất cả là gia đình của Diễm My, con tên Diễm My phải không? Dạ, con Diễm My. Gia đình của con Diễm My đã biết rằng là con mình đi tu, để lại lá thư cạo đầu gửi hình về đàng hoàng rồi mà gia đình vẫn nói mình bắt cóc. Gia đình biết là trong 1.5 tháng đó con tu ở đâu không? Dạ không, tại vì á cái lần mà con đến đây, con mấy tháng trước luôn, con đến đây con xin á thì con bị lôi về rất là tàn bạo, con lết dưới đất luôn, con làm con tức, sợ. Tức là gia đình con lôi về hả? Nên lần này con cũng không có dám đến tỉnh Thất Bồng Lai xin tu nữa, mặc dù con rất là muốn tu ở đây mà con đi những cái nơi khác cũng không dám cho gia đình biết, tại vì sợ làm phiền chùa khác. Ai ngờ ba mẹ con nghi đó, ở đây thì con thấy vô không? Đây. Nếu như đó con thấy đó là gia đình con kéo 50 người trên 50 người tới quậy tanh banh cái chỗ rồi, mà nếu như con cho cái con chuyện con, cái chùa khác còn biết cái chỗ ở của con là người ta quậy cái chùa khác sợ nữa. Rồi, con không thể nào cho được. Cái chuyện này mấy ngày nay là nó rất là rầm rộ, nó sùm ở trên mạng lắm, cho nên là cái này ai cũng biết hết trơn đó. Bây giờ cái mục đích để con nói rõ cho mọi người biết là cái mục đích con về đây để làm chi? Dạ cái mục đích con về đây á là con muốn á thanh minh á, là tỉnh Thất Bồng Lai không hề bắt cóc con, mà con cũng chưa tu với tỉnh Thất Bồng Lai nữa. Rồi thứ hai á, nếu như vậy á con phải gặp công an, con thanh minh với công an. Con đúng phải... rồi chứ con nói với thầy như không? Dạ thầy nói công an đâu có tin. Dạ con gặp công an cũng được, nhưng mà khi con làm việc với công an xong á thì công an lại trả con về với gia đình, mà lại con lại sợ cái điều đó. Không, công an sẽ không trả con về gia đình, lý do là con đã trên 18 tuổi thì con hợp tác với công an để con làm việc, nhưng mà là con có quyền tự do của con chứ. Ví dụ con là hợp tác xong rồi, khi mà chứ lẽ công an hợp tác làm gì với con cũng sẽ gọi gia đình con lên, lúc hợp làm việc xong rồi lại bắt con về, con rất là sợ điều đó. Đấy nha. Nếu con không có gia đình thì khi mà con gặp công an rồi gia đình mới mà đưa đem con về nhà con, bởi vì gia đình của con bây giờ thầy chấp nhận thầy nuôi con cho, đặng cho con ở công an về á, đi ra công an hỏi chị về đâu, chị về chỗ nào, gia đình chị ở đâu, tôi sẽ xin với thầy ở tỉnh Thất Bồng Lai. Thì tôi xin ở đó, bởi tôi có quen ở đó, tôi có quen với cô Huyền Trâm đó, tôi chị em tôi sẽ xin ở đó. Ở đó kể như là cái chỗ mà quen, bây giờ thì chưa phải là gia đình tôi, nhưng mà trong tương lai tôi sẽ xin ở đó. Thì con cứ nói như vậy. Đó, bây giờ nội mở cho con một con đường, rằng là bây giờ con cứ làm việc với công an, và công an sẽ tìm hiểu rằng bây giờ nếu mà không công an thả con về lại, nếu mà không về gia đình thì con về đâu. Tức là bây giờ cái nguồn gốc của con là nội đứng ra bảo lãnh cho con. Thầy hiểu rồi, tức là ý là bây giờ là con không có muốn lên công an để con trình báo cái vụ việc này, là lý do là con sợ là công an kêu gia đình con lên bắt con về hả? Theo con thì nếu mà gia đình mà con lần này mà bắt con về thì gia đình sẽ làm gì con mà con sợ? Dạ con biết chắc điều là không cho con đi tu nữa.
Cái điều đó là điều đầu tiên con biết. Còn bắt giam hay là cái gì đó thì chắc là có thể là như vậy để ngăn cản cái mong muốn đi tu của con. Có đánh đập con không? Dạ, đánh đập á, thì những lúc nào mà con muốn đi tu hay là con đòi quá thì sẽ đánh đập. Nhưng mà bình thường nó còn giam cầm, cái đó nó còn ghê hơn đánh đập. Cái đó giống như là mình mất đi cái quyền tự do của một con người. Nhưng mà từ nhỏ tới lớn á, mình sống trong gia đình á, thì ba má có đánh đập mình không? Hay là yêu thương mình? Dạ, ba mẹ con á, thì bình thường, tại bình thường con cũng ít tiếp xúc với gia đình. Con hay ở trong phòng á, làm việc riêng. Tại con có một cái tư tưởng riêng khác với mọi người á. Cái lý tưởng sống của con là cái gì? Dạ, con muốn đi tu. Mà khi mà con gặp con tự nhiên con đến đây con gặp mấy chú tiểu, tự nhiên con lại muốn đi tu nữa. Lúc đầu mình chỉ ấp ủ năm 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 em bé mà thi thách thức trên này mà đậu một cách dễ. Nói cho quý vị biết rằng á, là bé đã từng tới đây một lần rồi và cái sự mà ý định đi tu của bé thì ba bé biết bé đến đây chơi và trong vài tiếng đồng hồ là ba bé đã đến đem bé về ngay tại cái hôm đó. Lôi bé ra xe đem về. Chính xác luôn là hiện tại là con đang là bao nhiêu tuổi? Dạ con 21 tuổi. À 21 con, tuổi. Có một tháng hay con bữa nay tháng 11 chưa? Kể như là tháng 11. Đi chỉ là tháng 12 rồi qua tháng 1 rồi. Còn tháng nữa là 22 tuổi rồi. Cái thời gian con ở Vũng Tàu là mọi sự nó yên bình hết, không có gì mà bất trắc hết hả? Dạ. Biết ở Vũng Tàu hay ở đâu mình định thì bé nó nói kìa. Nãy vừa vô hỏi là con nói ở đâu? Trả lời thầy con ở Vũng Tàu. À đó. Hôm mà để coi, cái hôm mà ba con đến đây á vào ngày 22 á, đó là lúc đó là con đi về đâu? Lúc đó con gặp ba rồi mà ba lôi kéo con về mà con không về đó. Được lúc đó con đi về đâu? Con bỏ trốn xong con quay lại về Vũng Tàu nữa. Rồi á con định trốn luôn rồi, nhưng mà không ngờ là ba con lại gì. Con coi cái clip á, gia đình con tấn công chùa, con cảm thấy đau lòng quá, mà con cũng cảm thấy con bị oan, mà chùa lại bị oan nữa, nên con muốn về đây để thanh minh. Nói chung á, cái quan của tỉnh Thất Bồng Lai nó chỉ đơn giản là người ta nghĩ rằng là tỉnh Thất Bồng Lai bắt cóc giam giữ con thôi à, chứ nó không có gì hết trơn á. Còn nếu con nói con bị oan là con bị oan cái gì? Dạ, tại vì á trên mạng á nó cứ chửi cô gái 22 tuổi rồi đi theo trai rồi làm gái rồi bỏ nhà tùm lum hết. Không, cũng đúng rồi, bởi vì một cô gái mà gây ảnh hưởng uy tín của tỉnh Thất thì cái cô gái đó cũng bị ảnh hưởng, nhưng mà khi phân trần ra không, thầy rất là cảm ơn con khi mà con quay về đây, nhưng mà đáng lẽ ra nếu mà đúng hơn nữa đó là lẽ ra là con nên quay về thẳng lên trên công an luôn, chứ không phải là con về đây. Lẽ ra con đi thẳng lên đường công an. Nhưng mà nếu mà con bé mà nó về tới giờ này là 8 giờ tối rồi thì nó về đây cũng phải, tại công an giờ này thì đâu có làm việc. Con đi về tối quá, về 9 giờ, gần 9 giờ tối. Bây giờ nè, bây giờ cái sao ví dụ như con cái nguyện vọng con sau khi con lên công an con làm việc thì cái ước muốn của con là gì? Dạ, con chỉ mong á là công an vào cuộc, rồi công an giúp con, tại con đã 21 tuổi rồi. Đừng có để bao gia đình con bắt con về nữa. Con sợ gia đình bắt về. Dạ. Không, con cái ý muốn nó rất chân chánh. Người công dân Việt Nam có trẻ chứng minh, con có chứng minh nhân dân chưa? Có rồi. Là con được quyền ở đâu miễn là ở trong nước Việt Nam. Đó, không có bất cứ, không có phân biệt chỗ nào hết. Đó. Với lại con thấy con đâu có làm gì sai đâu, con muốn đi tu mà. Con đâu có đi ăn cướp ăn trộm gì đâu mà con phải trốn. Cho nên con muốn về đây á, thứ nhất là để mình nói gia đình mình là mình không có hề bắt cóc, với lại mình nói thẳng gia đình á, mình đã 21 tuổi rồi, mình có cái quyền công dân, mình có quyền làm gì mình làm, chứ tại sao lại bắt ép mình. Bây giờ thử gì nè, để cho con yên lòng á, thì thầy nói với con gì, con kể như giống như những em khác ở đây thì thầy xưng với con là nội nha. Nội ở đây á, tất cả mọi người đều kêu sư phụ bằng thầy ông nội cơ mà, lý do là sư phụ 90 tuổi rồi, cho nên ai cũng kêu bằng ông nội, tức là mình gọi cái tiếng ông nội là vui vui, chứ thường mình gọi là ông trùm, mà chẳng lẽ trong chùa mà gọi là ông trùm, cho nên mình cứ gọi là ông nội cho thân mật, cho nên ai cũng gọi sư phụ là thầy ông nội hết á. Nội nói con nghe nè, nếu trường hợp mà ba con mà giúp cho con đi chơi tu, gửi tiền hàng tháng cho con thì tốt, còn không thì con tìm chỗ nào là tìm. Nhưng mà nếu mà trong khi chưa có, nội đứng ra, nội lo hết cho con. Từ ăn uống này nọ kia, cho tới ngày con đi học thành tài.
cho tới ngày con lấy chồng luôn đó. Nội bởi vì nội bị con, nội vậy con mà nhà cửa gì tánh banh hết, nó lục xót, nó lấy nội 280 triệu đồng. Con biết là nội xài từng đồng từng cắt mà tiền ở đâu đó, mà nội xài từng đồng cắt mà lấy như vậy. Mà cái cửa phòng của ông nội đó ba cái, muốn vô phải ba cái cửa, cái cửa đằng trước vô, ở đằng sau hai cái cửa nữa đó, hai cái cửa vô thì rồi cái tủ của ông nội đó nó muốn kéo giờ nào kéo, nó muốn lấy giờ nào lấy đồ đạc thì tôi tóc xuống tung tùm lum hết trơn, công an thấy chứ. Lối đầu cái thằng mà tiền bây giờ chưa biết anh lấy hay không, nhưng mà anh vô phòng người ta, anh phá hai cái cửa, anh phá luôn cái cửa tủ nó là ba cái cửa, ở cửa trước nó bốn cái cửa đang vô phòng người ta, thì tôi mời anh về công an xử lý. Khi mà ba con làm cái hành động đó, là con là ba con sẽ bị truy tố về cái tội mà xâm nhập gia cư bất hợp pháp có tổ chức. Đó là cái tội đó là có cái điều khoản rõ ràng về cái tội đó là tội đi tù đó. Nếu mà con ở đây thiệt á là chắc chắn người ta sẽ kiếm ra 50 người đi, không còn một cái cửa phòng cửa tủ nào mà không lục hết trơn. Đi lên gác lục tanh banh, đi tới đâu đồ đổ bể ngã ngổ ngang tới đó mà không tìm thấy con. Mà rốt cuộc ở đây tại vì sao? Con đâu có ở đây đâu mà có. Nhưng mà thầy... Rốt cuộc rồi không có rồi mà họ vẫn quậy tới 12 giờ đêm luôn. Nhưng mà là thầy ơi, con nghĩ như thế này nè, là phải chi mà con bé nó đi đâu mà bậy bạ, hay nó làm cái gì mà bất hợp pháp, hay nó bỏ nhà nó làm cái gì đó mà nó nguy hiểm đến xã hội, thì cái đằng này là con bé nó đi tu mà có cái gì đâu, nó đi tu là cái chuyện mà rất là bình thường, chùa chiền thì thiếu gì, cái đó đâu có gì lạ đâu, mà sao mà phải làm dữ vậy ta? Thì cái điều đó bởi vì cái đó là cái xui của Diễm My. Lẽ ra ba mẹ mình không muốn cho mình đi tu thôi cũng được đi, nhưng mà không có đó thôi, ác đến mức mà cho người mà cầm dao, cầm đồ, cầm cái miếng kiếm nhỏ đâm vô mặt, đâm sâu vô luôn, phóng người ta chọi với thầy thi cho chọi, dạ người ta chọi cái miếng nó ghim vô mặt. Rồi phải đi trong bệnh viện nằm 2 ngày trời, mà bệnh viện nó nói là cái này phải nằm ít nhất tuần lễ. Dạ. Rồi ông nói thôi tôi chuyện nhà tôi không có ai, mà tôi là con trai nữa, thôi để cho tôi về. Rồi ông nói xin đi về. Cái chuyện mà đem 50 người vô mà quậy tan qua một cái chùa đó là một cái hành động vô cùng là ác đức. Cái nhà. Dạ. Ở đây đó, tiếp này thầy phải kéo cái giá võng ra, thầy nằm võng thầy nói chuyện với công an. Bây giờ thầy ngồi thì mệt, bây giờ thầy lại nằm võng ra tới thầy ngồi không. Dạ đúng rồi, thầy nằm võng đi. Dạ. Thầy ngồi không có nổi. Dạ. Cái lúc mà ba con kéo 50 người vô cứ gọi tên thầy, nhất định phải lôi thầy ra để bằng là xử thầy mới chịu. May mắn cái lúc đó thầy chở thầy ông nội con đi bệnh viện 115. Thầy về cũng trễ một tiếng, thầy về cũng đồng lúc mà công an tới. Trời ơi, cái lúc đó thầy Nhị Nguyên là đổ máu kinh hoàng. Một cô này bị đánh. Không, thầy nghĩ cái này chắc là bây giờ tối rồi, thì bây giờ con có chỗ ngủ, có chỗ ở gì không? Vậy thì chắc tạm thời là con sẽ ở ngủ ở đây đi, rồi ngày mai là công an đến. Bây giờ tối nay thì con ngủ ở đây đi. Dạ. Bây giờ con bé Diễm My nó mới về. Dạ. Mà số của công an phạm 32 tôi đang giữ. Dạ, công an xã Hòa Khánh Tây. Xã Hòa Khánh Tây. Bây giờ vậy thì tôi nên cho công an hay rằng em nó mới về tới liền bây giờ. Bây giờ gì sư phụ điện cho công an nha, để báo công an là con. Con kéo 50 người đến rồi hết đánh đập chùa vậy, khi mà bắt con về cái một là xong rồi. Tại làm gì công an, xong công an trả về, công an đâu có bảo vệ con được đâu thầy. Con bé Diễm My nó nói rằng là nếu bây giờ thầy cho công an hay thì sau khi công an gặp thì công an sẽ kêu gia đình lên đem nó về, mà trong khi nó không có muốn về. Gia đình đâu có quyền kêu.
công an kêu gia đình lên lên bắt nó về. Kêu công an kêu thì gia đình lên lên mà không được bắt. Bởi không được bắt nếu công an can thiệp thì công an sẽ nói câu là chị can thiệp với cô này này. Cổ trên 18 tuổi. Cổ trên 18 tuổi tôi không có quyền. Cái đó không phải tội tội phải không phải thuộc gì mà cái chị ơi, có công an vậy á mà hả, còn kéo 50 người cả trăm người vô. Lúc đó công an đâu có xử được đâu thầy, đâu có ai có thể bảo vệ con được đâu. Tại vì có một đống người chỉ là nghi con ở đây thôi mà kéo vô cả trăm người. Rồi còn cái này có mấy thầy đây á, còn hả con ở nhà bị lôi về, con có một mình con à, mà đã không muốn cho con đi tu rồi thì con không biết con bị cái gì thêm nữa. Con rất là sợ, với lại hả con muốn đi tu, con có ý tưởng cao cả vậy mà ba mẹ con á thì đập chùa phá chùa. Làm sao mà con có thể sống chung với ba mẹ mà có thể đập chùa phá chùa được thầy? Đối với thầy á, chuyện đi tu không có gì sai trái hết, nhưng mà về cái mặt luật pháp thì mình phải làm cho đúng nữa. Đó chứ bây giờ á, con phải nói với công an rằng á là con không có bị tỉnh thất bồng lai bắt cóc, mà con cũng không có đi làm gái, đặc biệt là con cũng không có bỏ nhà, con cũng không có gây án gì ở đâu hết, con là một người mà trong sạch đàng hoàng. Thì sau khi con trình báo xong rồi thì con có việc đường chính chính, con muốn đi tu ở chùa nào thì con tu, con muốn sống con ở đâu đi, sống. Con có để lá thơ lại. Con đi con có để lá thơ. Dạ thì con cũng đã làm hết rồi, nhưng mà hả nếu mà ba con dùng vũ lực dùng không chỉ... nếu mà con ở trên công an mà con đã nói rằng là con trên 18 tuổi là chắc chắn là ba con sẽ không dùng vũ lực bắt con về được, với công an sẽ can thiệp. Luật pháp Việt Nam không có cho phép mà bắt người kiểu đó. Nhưng mà ví dụ trong đồn công an á thì công an can thiệp, công an bảo vệ, mà lúc ra khỏi đồn công an thì sao? Tại vì ở chùa này nè, con mới thấy đây mà ba mẹ còn kéo vô 50 người mà còn không có công an đó luôn á. Cho trong 50 người đó thì con quen khoảng bao nhiêu người? Dạ chắc cũng mấy chục người á. Quen mấy mà, những người đó là mà bà con dòng họ thì con quen, còn cái những người thợ thì con không có gặp mấy cái người thợ lắm. À. Nhưng mà trong cái nhóm người đó con có nhận ra ai là thợ đang làm trong công ty của ba con không? Dạ con chỉ nhận ra được vài người. À vậy hả? Vài người, tại con không có ít khi nào đến chỗ bà làm ba con. Vậy bây giờ này không phải bây giờ nè không nó đây là nó có một cái điểm tâm lý nữa là rất là tội nghiệp con bé, vì con bé nó về nó thanh minh cho mình, con bé nó về nó thấy mình bị như vậy, nó đau lòng, nó thanh minh cho mình, mà nó con sau khi con thanh minh cho tỉnh thất bồng lai, đồng thời con thanh minh cho con rằng con không có phải bỏ nhà đi, con cũng không có đi làm gái, mà con cũng không có đi theo trai, thì sau khi con thanh minh cho tỉnh thất bồng lai xong rồi, con thanh minh cho bản thân con xong thì lại là con muốn đi đâu? Mấy ngày nay con suy nghĩ hoài, con sợ bắt về lắm. Nhưng mà nếu con ra Vũng Tàu là con sẽ vô lại cái chùa cũ để con tu nữa hả? Dạ, mà có thể là đi những con xin phép người ta, sợ người ta không nhận, người ta sợ con người ta, tại vì người ta cũng biết mấy cái này á. Con cứ con khỏi khóc, con cứ ráng con bình tĩnh đi, con nói đi không sao đâu. Nói chung á là không có cách nào mà bắt bé được, bắt bằng anh bắt nó bằng gì, lý do gì? Nó làm cái gì, nó làm gái hả? Hay là nó đi giết người ta, nó đâm người ta chảy máu, hay là nó đi lục nhà người ta, hay nó đi ăn cắp tiền 280 triệu của người ta, bắt nó gì? Trong khi một đám người là phạm pháp giấy đây, đâm người ta vô mặt rồi lấy tiền lấy bạc của người ta, rồi đánh đập người ta đủ thứ thế này, rồi chơi thì còn nó thì không nó không làm gì hết để bắt nó. Không, ý là con bé nó sợ gia đình bắt nó về á, tức là ý bé nó nói rằng á là bây giờ nó đi về đây nó giải oan cho mình thì mình có cái cách nào để mình bảo vệ đừng có cho con bé nó bị gia đình nó bắt về không nè. Thì đứa nào nó bắt về giống như chị rồi á, nó xong như cái phòng của thầy đó, đứa nào xong vô là bị đạt ra ngoài. Thì cái này đứa nào xong vô thì đánh vô mặt đó. Nhưng mà mình với bé Diễm My đâu có quen biết đâu, rồi mình lấy cái tư cái cách vấn đề á, mình không phải là cái người gì thân thiết của Diễm My thì mình đâu có cái tư cách để mà mình cản gia đình nó bắt Diễm My về. Đâu có, mình á hả vậy với chị rồi đó, nó vô nó lấy đồ lấy đạc thì về là lấy đồ của ai, rồi Diễm My về để thanh minh cho ai. Dạ con hiểu rồi.
làm sao mà với Diễm My không có liên quan được. Tất cả là khi con Diễm My nó về nó thanh minh cho mình, cho nên là mình có cái trách nhiệm để mình bảo vệ nó. Hồi nãy con về là tầm khoảng 8:30 8:40 gì đó. Cái tâm nguyện con là con vẫn muốn tu ở Tịnh Thất Bồng Lai hay con muốn tu ở Vũng Tàu? Dạ, tâm nguyện con muốn tu ở Tịnh Thất Bồng Lai. Với lại con cũng mong á là đừng để cho con bị bắt về gia đình con nữa. Tại vì con không có thể là sống chung với lại hả những cái người mà hung dữ như vậy được. Nó tu ở Bồng Lai là nó còn đi học nữa. Ông, nếu mà con tu ở đây mà cái tâm nguyện con muốn đi học á là sư phụ vẫn cho con đi học bình thường. Dạ. Vẫn đi học bình thường. Cô Ngọc Đắc này đó, sáng là vẫn đi học. Đó, vẫn đi học tới trưa mới về, khai tâm thì cũng đi học. Đó, tất cả là ai đi học là vẫn đi học bình thường. Nhưng mà cái từ để con từ ở Vũng Tàu con về đến đây là con đi bằng cái xe gì về? Dạ. À, đi xe đò hả? Rồi con về rồi cái tới ngoài kia thì con bắt ráp vô đây. Dạ, bắt ráp vô đây. Trời ơi, con về là thiệt là may mắn chứ, mà nếu con không về thì cái này nó chắc nó còn hoài, nó chưa chấm dứt. Nhưng mà thầy cái mới đầu là thầy cũng cứ nghĩ đâu á, thầy tưởng đâu rằng là cái hồi mấy tháng trước con đến đây con chơi được đâu cũng vậy, mấy tiếng đồng hồ ta, bao lâu ta? Tới tối á, tầm hơn giờ này xíu là ba mẹ đến lôi. Rồi ba mẹ con đến lôi con về. Dạ. Thì lôi con về xong rồi là nhốt con, giam con ở trong nhà luôn. Dạ. Rồi thì đến lúc mà con đi là con cứ để lại lá thư con đi. Dạ. Con nhắn tin là nói là con để lá thư ở đâu á để cho mẹ con đến đọc. Con ghi rất là rõ trong lá thư á là muốn đi tu. Rồi con cũng ghi là con đã 21 tuổi rồi, đừng đi tìm con, tại con có quyền muốn làm hay muốn sống ở bất cứ đâu á thì mình đã đủ tuổi rồi, mình đủ cái tuổi để chịu trách nhiệm. Không, đủ tuổi là 18 tuổi là đã đủ, huống. Dạ. Chi là con giờ còn có con có 1 tháng nữa là con 22 tuổi rồi. Thế kể như con 22 tuổi rồi. Thế lúc con đi con có lấy theo tài sản hay là tiền bạc gì con với cái này là cái chuyện tới như là con cứ nói thiệt đi, là cái lúc con đi con có ăn cắp tiền hay con có lấy tiền của gia đình không? Lúc con đi con không có lấy tiền của ba mẹ gì hết. Còn tiền con dành dụm từ nhỏ đến giờ con chỉ mang với tiền mà con dành dụm đi thôi, còn tiền ba mẹ con không đụng vô dù chỉ là một cắc nữa. Con thành thật xin lỗi mọi người. Bởi vì con và Tịnh Thất, cả Tịnh Thất bị tấn công như vậy, con thành thật xin lỗi. Không, sự thiệt ra như vậy này, nếu mà nói tại con thì cũng không đúng. Tại vì sao? Tại vì là phải chi á, mà con mét với gia đình là con đang ở đây, hay là con nói như thế nào đó làm cho gia đình hiểu lầm là con ở đây. Lần này là con có quyền, con có quyền tự do của con được đi học, được đi làm, con được tu ở đâu là con tu chứ. Cho nên là cái chuyện gia đình con nghi ở đây là gia đình con sai, còn cái chuyện con tu ở Vũng Tàu hay ở Đà Lạt hay ở Châu Đốc hay ở An Giang hay ở bất cứ tỉnh thành nào là quyền của con. Bây giờ thầy, con muốn cho công an hay liền bây giờ được không? Bây giờ con bé nó đang khóc, nó đang sợ, nếu thầy cho công an thì công an sẽ kêu gia đình nó tới bắt về kìa. Bây giờ nếu chính bé sẽ là người nói chuyện với công an, nói rằng là bé trước khi bé gặp mặt công an thì bé muốn rõ ràng rằng là muốn nhờ công an bảo vệ bé tuyệt đối. Bé sau khi tiếp xúc với công an rồi cũng không có cho gia đình bắt bé về. Nếu mà công an cam kết như vậy, thì bé mới làm việc với công an. Thầy ơi, với lại mình biết cái cô Diễm My này cổ về mà mình không báo liền á thầy, người ta nói mình chưa chắc nữa thầy ơi. Bây giờ mình cái tình hình đó mình phải báo. Bây giờ Diễm My, bây giờ con ráng lấy hết can đảm đi, nếu mà con không đứng lên mình thanh minh con lại công an á thì ở đây người ta sẽ nói là du qua thì tỉnh thức mình hoài. Bây giờ con ráng con lại con với công an thanh minh đi, rồi mấy thầy sẽ giúp con, ví dụ là công chúng sẽ giúp con làm giấy làm tờ để bảo vệ cho con. Cái thầy thấy con sợ thì rất là thông cảm cho con. Con không thể nào con bây giờ thầy trấn an bằng con, bây giờ con ráng bình tĩnh, con dùng hết sức mình, con báo cho công an đi. Bây giờ nó đang sợ, nó ngồi nó khóc kìa. Mà nếu ví dụ trường hợp như mình báo công an mà nửa đêm mà gia đình bé mà xong đi vô đây mà gây hấn y như hôm bữa mà công an không có mặt ở đây rồi mình làm sao? Mình chống chọi đâu có nổi. Thầy ơi, nếu như mà mình không báo cho công an á mà những cái người mà người ta rình rập xung quanh từ bữa giờ á, người ta báo cho gia đình Diễm My. Vì gia đình Diễm My kéo vào đây, lúc đó công an không biết gì hết trơn, lúc đó là người ta đến người ta chắc mình, người ta đáng tại sao mình không báo. Rồi lỡ có bị cái gì đó là người ta đổ cho mình. Người ta nói là tức là sợ những cái người mà đang rình rập xung quanh Tịnh Thất đó phải không? Đúng rồi, người ta sẽ báo cho gia đình Diễm My, rồi trong khi đó họ đến đây quấy rầy phá ở đây thì lúc đó công an không hay biết gì hết, mà tới lúc biết rồi thì sẽ kết thúc là nói tại
thông báo để cho đến xảy ra cái trường hợp như vậy. Diễm My tới lúc 9 giờ tối làm sao thông báo? Đúng rồi, có những trường hợp như tới 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 9 giờ tối làm sao thông báo? Thầy ơi, bữa tôi thấy cái trường hợp mà 50 người xong vô tôi rất là lo thầy. Bây giờ... Thà nếu ví dụ như bây giờ mình im luôn đi, rồi thì bây giờ 9-10 giờ tối rồi nó ngủ rồi tới sáng mai cho công an hay công an xuống là yên rồi. Chứ bây giờ mà cho hay mà lỡ mà gia đình nó tới rồi mình làm sao? Cho công an hay mà cô Diễm My cổ ở đây mà an toàn, mình có ai giúp được mình bảo vệ cho một đêm em? Không có, mình dặn công an. Đâu, mình khi mình báo công an là công an xác minh rằng là cô này đã về cái giờ đó rồi là tất cả an toàn hết, là khi mà bên kia người ta có trục trặc thì mình điện công an là công an sẽ giải quyết chứ. Thôi thầy cứ điện thầy thông báo với công an đi. Điện đi rồi mình dặn dạ. Công an á. Thầy điện đi rồi thầy nói với công an là hiện tại giờ cô bé đang ở đây và cô bé rất là lo sợ. Với điện lại á thì con biết số công an. Đây đây, đưa điện thoại tôi bấm. Giờ cứ điện cho công an đi. Kính thưa quý vị, là sư phụ đang điện cho ông trưởng công an xã để báo cáo vụ việc nè. Alo, xin lỗi, con có phải là trưởng công an xã Hòa Khánh Tây của mình không? Dạ, đúng rồi. À. Trong lúc mà con vừa về á là sư phụ cũng đang ăn cơm luôn nè. Con dù sao sư phụ cũng đã điện cho công an rồi. Công an cũng nói là con cứ việc ngủ nghỉ ở đây đi, rồi sáng ngày mai là công an sẽ xuống. Công an nói con nghe không? Dạ con có nghe. Dạ công an nói con có nghe, nhưng mà chuyện thầy nói chuyện với công an là chuyện riêng của thầy với công an, cho nên là con sẽ không có đăng. Mình phải tôn trọng. Nói chung là thì cái chuyện mà con không muốn gia đình con bắt về thì con nói với công an á, chứ giờ thầy không có cái tư cách, thầy không có quyền để thầy nói, tại đây là cái chuyện riêng của con, cho nên nếu con không muốn về gia đình hay con muốn đi tu ở đâu, con muốn sống ở đâu thì con cứ về con trình bày với mấy anh công an. Đó. Mấy lực lượng công an sẽ bảo vệ cho con. Chứ chẳng lẽ mà bây giờ con hai mấy tuổi rồi con muốn đi đâu mà con đi cũng không được thì cái chuyện nó vô lý. Cái chuyện nó rất vô lý. Con cứ trình bày cái ước nguyện con, cái lý tưởng sống của con, cái hạnh phúc của con nơi đâu. Đó, thì con cứ trình bày, công an sẽ giúp cho con. Tóm lại là nãy sư phụ điện cho trưởng công an xã đó, thì là cái ông trưởng công an xã là ông nói rằng là sáng ngày mai làm sẽ đến đây thì con cứ việc con trình bày mọi sự việc với lại công an. Rồi bây giờ con ăn cơm rồi con tắm rửa đi ha. Rồi thầy sẽ sắp xếp một cái chỗ cho con ngủ lại. Rồi, vậy đi. Con cứ yên tâm đi, đừng có khóc nữa, đừng có sợ nữa. Nếu con muốn đi tu chỗ khác thì thôi. Nếu con muốn tu ở Vũng Tàu hay tu ở Đà Lạt, con muốn tu ở đâu thì con tu, cái chuyện nói chuyện của con. Nhưng mà con muốn tu ở đây thì sư phụ sẽ xin với công an xin với lại xã cho con được ở đây. Mình đăng ký giấy tờ đàng hoàng thì thôi, có gì đâu. Đó là con là hai mấy tuổi rồi, con muốn sống ở đâu con sống, đó quyền của con chứ. Cũng như ở đây tất cả mọi người nè đó, từ cô Ngọc Linh, cô Ngọc Đắc, cô Kỳ Duyên, cô Huyền Trang, rồi Huyền Trân nè, rồi các cô này đó, thầy Trung Dương, thầy Nhất Tuệ nè đó. Đó mình cứ làm giấy tờ đàng hoàng, mình sống hợp pháp thì mình cứ sống thôi, có gì đâu mà sợ. Dạ thầy ơi, con rất là muốn tu ở đây nhưng mà con sợ ba mẹ đến bắt con về. Không thì cái này ngày mai gặp công an thì con cứ trình bày công an đi. Bây giờ chắc cũng 9 mấy 10 giờ rồi, bây giờ con ăn cơm đi. Để ăn cơm liền, có ăn cơm liền để có hại cho con tử luôn. Ăn đi để đói bụng nó, ăn đi. Rồi vậy đi ha. Rồi vào đầu video clip thì vừa thấy cô Diễm My về thì Hoàng Nguyên lo lập tức là móc điện thoại ra quay liền, cho nên là chỉ lo hỏi thôi mà quên giới thiệu. Thì sau khi mà cô Diễm My thấy cái chuyện mà Tỉnh Thất Bồng Lai mà bị hành hung sùm ở trên mạng internet mấy ngày nay, thì là cô đã bắt xe từ ở Vũng Tàu phải không? Dạ. À đó, thì cô đã bắt xe từ ở Vũng Tàu đi vào Tỉnh Thất Bồng Lai để cô thăm mọi người, và đồng thời rằng là cô muốn thanh minh cho mọi người biết rằng là cô không có bị Tỉnh Thất Bồng Lai bắt cóc, và đồng thời cô cũng muốn thanh minh cho bản thân cô rằng là cô không, thứ nhất là cô không có bỏ nhà đi, thứ hai là cô không có đi theo trai, thứ ba là cô cũng không có đi làm gái hay là đứng đường gì cả giống như người ta đang đồn, mà là cô xuống tóc cô đi tu. Cái đầu này là con xuống tóc lâu chưa? Dạ rồi
liền. À mới đi là xuống tóc liền. Dạ, à. Xuống cho con. Dạ, con đi ra tiễn. Nhưng mà cái lúc mà con để lại lá thư cho gia đình rồi con đi rồi con xuống tóc thì làm sao gia đình biết con xuống tóc? Dạ, tại vì con xuống tóc liền á là để con nói với ba mẹ con là con đi tu thiền. Nhưng mà ý thầy hỏi là trong cái lúc con xuống tóc liền á thì làm sao gia đình biết rằng là con xuống tóc á? Dạ, tại con gửi tin nhắn cho gia đình con gửi luôn cái hình của để cho ba mẹ biết là để ba mẹ con yên tâm. Tức vậy là nói chung là cái sự mà đi tu của con là nó rõ ràng, nó có nguồn gốc mà, chứ đâu có gì mà ám đâu. Con làm gì cũng muốn rõ ràng ra ba mẹ con đừng có lo. Nhưng mà không ngờ ba mẹ con không muốn nhân đi tu, tìm mọi cách bắt con về, chứ không phải là lo lắng cho con mà lại bắt con về. Con nói con đi tu mà đủ 21 tuổi, con nói con xuống tóc con tu ở cái chùa mà con muốn tu luôn. Trước nay 2 tháng nay là con ở một những nơi rất là an toàn, không có có trục trặc gì, phải không? Dạ không. Đến về đi cho ba mẹ yên tâm. Ba mẹ không biết cái tung tích của con, ba mẹ cũng lo. Không, sự thiệt ra là ba mẹ là muốn đến tỉnh Thất Bồng Lai để nghi ngờ con bé nó đây, thì muốn đến Tỉnh Thất Bồng Lai để bắt con bé về thôi. Chứ bản thân con bé thì ba mẹ biết rằng là con bé rất an toàn. Tại vì khi con bé đi tu là con bé có để lại lá thư thông báo cho cha mẹ hay rằng là con bé đi tu. Cái thứ hai nữa là con bé nó xuống tóc để cho ba mẹ thấy rằng là con bé nó không có đi đâu về bạn, mà nó xuống tóc nó đi tu thiệt. Cho nên là ba mẹ thì muốn đến Tỉnh Thất Bồng Lai để lôi con bé về thôi. Chứ bản thân ba mẹ thì biết rằng con bé nó rất an toàn, chứ nó không bị gì hết. Tại chính ba mẹ là người biết rõ tung tích của con bé mà. Con đi là con nói rõ ràng mà, phải không? Đâu có cái gì đâu. Tại con sợ ba mẹ con lo nữa. Nên con đã nói rõ ràng rồi. Con nhắn tin, con chụp hình lại. Thôi được rồi, nói chung là kính thưa quý vị là đây là một cái video clip vô cùng đặc biệt. Là đáng là người ta sẽ thắc mắc nè. Là Diễm My thì đi vào chùa nào thì không biết. Nhưng mà cái vấn đề mà xuống tóc á, là xuống tóc tại chùa hay tại đâu, hay là mình như thế nào? Dạ, con đến tiệm cắt tóc, con kêu người ta cạo đầu cho con. Rồi con mới đi vô chùa hả? Dạ, rồi con đi vô chùa, con xin tu. Con muốn làm đi tu mà, con là sư cô, con xin đi tu. Thế tại sao con không chờ cái vị thầy nào trong chùa cạo rồi cho con, mà con phải ra tiệm con hết, con cạo? Tại vì con biết á, là ba mẹ con lo con lắm, con bỏ đi vậy á, ba mẹ con không biết đi tu. Tức là ý như nãy nói đó, tức là muốn xuống tóc liền để cho ba mẹ biết. Cha hay con Rồi nói một điều rất đúng, tức là xuống tóc để chứng minh là đi tu thiệt, chứ không phải là theo trai hay đi tu. Để cho ba mẹ yên tâm. Rồi con, cái chuyện mà bây giờ chuyện cũng qua hết rồi, con đừng có ái nái lương tâm gì trơn hết. Cái này nè, thầy nói cho con biết nè, cái chuyện mà mấy ngày trước mà Tỉnh Thất Bồng Lai mà đổ máu như vậy đó, là ở Tỉnh Thất Bồng Lai con thấy không có ai trách con cái gì hết trơn á. Không ai trách con, bởi vì cái chuyện mà con đi tu là chuyện của con sống ở đâu là cái chuyện của con. Ở đây người ta không có trách con tại sao con đi tu mà làm cho ở đây đổ máu. Cái chuyện nó không phải, không có ai mà trách con cái đó đâu, nên con đừng có lo. Có gì ai nói,